Sáng qua 29 tháng 7, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng phu nhân đã đến thăm và tặng quà cho các cháu nhỏ ở Trung tâm Nhân đạo quê hương đóng tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Di An. Tại đây, đồng chí và phu nhân đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu và nghe bà Quỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo quê hương, báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm trong hơn 5 năm qua. Được thành lập vào tháng 12 năm 2001, đến nay Trung tâm đang nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục gần 300 trẻ em mồ côi khuyết tật. Đồng chí đã đánh giá cao và dành nhiều tình cảm khâm phục trước những việc làm của bà Quỳnh Tiểu Hương, giống xuất thân từ trẻ em đường phố, đã phấn đấu dưng lên và có rất nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện. Cũng trong chuyến thăm này, đồng chí còn tặng trung tâm quê hương 10 triệu đồng và các quà tặng bao gồm TV đầu đĩa để các cháu có thêm điều kiện vui chơi giải trí.